hãy và chuẩn bị các trọng tài chuẩn bị nhớ trọng tài chống xe đạp. Thứ nhất, hiệp thứ nhất, được bắt đầu. Vâng ạ, chúng tôi xin mời các bạn là cô vật Trần Quang Minh ra da đỏ, là Tô Kiều tay áo xong lên về áp dân của quê hương lấy phong trào lấy dụng của ta, đặc biệt là hội vật võ truyền thống Sông Hà chúc mừng anh Lê Tân Trần. Vâng, trong toàn trường 30 giây, Đô Trần Quang Minh ở Hà Nội đã đưa bán, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy nên trao giải nhà cho Đô Trần Quang Minh ở Hà Nội. Để cho chương trình tham gia hội vật Trường An, ban tổ chức xin chân trọng kính mời lãnh đạo của các câu lạc bộ, biên lực lượng vận động viên và đăng ký với ban tổ chức để tham gia chương trình thi đấu Trường An.